chúng ta refresh lại. Chúng ta đã thấy nó lấy ra được danh sách của những cái phần còn trong cái giá trị này. Và đây là những phần còn. Lúc này chúng ta chỉ cần lấy được ID của nó và kết hợp với ID phía này. Sau đó chúng ta đưa vào trong câu SQL. Vậy lúc này chúng ta dùng như thế nào? Chúng ta sẽ cho chạy vòng for. For new array s key. Suy ra value. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Đầu tiên chúng ta sẽ nhét các cái ID này vào một cái mảng nào đó. Vậy thì chúng ta sẽ tạo ra một mảng mới của chúng ta, ví dụ là mảng tạm. Đầu tiên tôi sẽ đưa một phần tử vào mảng tạm, đó chính là cái giá trị ID ở phía trên này. Vậy tôi sẽ đưa vào đây là series, một phần tử bằng series. Tiếp đó là tôi sẽ thực hiện đưa các cái ID 19, 20, 21, 22, 23, 24 này vào trong cái mảng tạm. Vậy thì chỉ là đơn giản mảng tạm bằng var của chúng ta. Và var lúc này chúng ta lấy cái phần tử nào của mạng này, chính là phần tử ID. Sau đó chúng ta in ra mạng tạm của chúng ta. Chúng ta refresh lại. Thì các bạn thấy chúng ta có một mạng và mạng này chứa những cái calorie con của phần lập trình và chính cả phần lập trình nữa. Vậy thì lúc này chúng ta phải chú ý một chút về phần new array này. Có nghĩa là chúng ta phải viết như thế nào? If nếu new array not empty thì chúng ta mới thực hiện quay cái vòng lặp này. Nếu không nó sẽ xảy ra lỗi. Chúng ta sẽ vào trong cái phần 19 này thì 19 này không hề có con. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ tạo ra cái lỗi nếu vòng lặp này rỗng thì empty. Cái chắc chắn là new array chúng ta sẽ rỗng. Giờ